Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình thấy nó có một cái sự kiện có được thông báo ở trong cái bản cập nhật update sắp tới nè anh em. Nhưng mà cái sự kiện này thì nó lại ra trước, nó chính là cái sự kiện Tam Tinh Đôi Vĩnh Diệu với lại một cái sự kiện là Di Vật Nước Thục. Thì cái này do nó giống về cơ bản là nó giống như cái sự kiện săn lùng kho báu ấy, anh em. Một số anh em đã chơi cái sự kiện này rồi thì anh em sẽ biết, còn một số anh em mới chơi thì có thể là cái sự kiện này nó sẽ khá là mới. Bởi vì lâu lâu nó mới có thôi. Thì ở trong cái sự kiện này anh em nên xem cái hướng dẫn của nó ở trong đây nhé. Đọc những cái hướng dẫn như thế này. Thì nhìn chung là nếu anh em làm full cái sự kiện như thế này, hoàn thành những cái nhiệm vụ ở trong này. Đó, hoàn thành những cái nhiệm vụ trong này thì anh em sẽ nâng cấp độ của cái cột điểm này lên tới cái cấp độ 10, anh em sẽ nhận được cái vật phẩm trang trí tượng đồng. Và đặc biệt là anh em sẽ nhận được thêm cả là tượng cam nè. Ủa sao bấm vào là nó nhảy mất ta. Rồi sách, thiết lập kỹ năng, thay đổi nền văn minh. Cái này cũng rất là hiếm nha anh em. Cái này mà đổi bằng xu quý nó rất là nhiều, anh em phải tốn rất là nhiều xu bạc thì anh em mới đổi được. Thưởng năng lực quân đội, nói chung là được một tượng cam, vật phẩm trang trí cũng giống như là thiết lập lại kỹ năng nè. Đặc biệt là cái này rất là tốn xu, nếu mà đặc biệt những anh em mà muốn đổi nền văn minh đấy, mua cái này nó sẽ rất là tốn. Bởi vậy anh em cố gắng làm cái nhiệm vụ để lấy được cái đổi nền văn minh như thế này. Cái này thì anh em làm nhiệm vụ theo những cái cột dọc như thế này, full một cột hàng dọc hoặc là hàng ngang như thế này, hoặc là hàng chéo như thế này. Đó, nó có cái những cái điểm đánh dấu chéo như thế này, anh em sẽ nhận được cái điểm sao. Những cái điểm sao ở đây, những cái điểm sao thì nó sẽ tăng cái cấp độ level ở đây. Full hết những cái bảng như thế này thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng cuối cùng, nó chính là cái tượng đồng. Rồi còn về cái làm nhiệm vụ ở trong này, anh em cũng sẽ nhận được những cái mảnh mảnh ghép như thế này. Đó, mảnh bản đồ kho báu nè. Thì tìm những cái mảnh bản đồ kho báu đó đủ, những cái mảnh ghép như thế này anh em sẽ kết hợp lại và săn tìm những cái hang kho báu thì anh em sẽ nhận được những cái phần thưởng ngẫu nhiên như thế này. Thì bây giờ trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ đi mở thử cái bản đồ kho báu và cũng sẽ thử tìm xem là cái cách thức nó có khác biệt so với những cái đợt lần trước săn tìm kho báu hay không, hay là cách thức nó vẫn như vậy. À, và một cái lưu ý anh em đọc ở lưu trú, anh em có thể thấy được là cái phần mà cuộc săn tìm kho báu sau khi anh em đã bấm bắt đầu rồi thì nếu mà tìm kiếm hơn 8 giờ đồng hồ vẫn không thấy kho báu thì cuộc săn tìm kho báu sẽ bị thất bại và bản đồ nó sẽ bị biến mất nha anh em. Anh em cũng đồng nghĩa với việc là anh em sẽ không nhận được phần thưởng. Ở đây thì mình đã hoàn thành được một số cái nhiệm vụ như thế này: tham chiến, giao dịch thương mại, đua với thời gian, vân vân. Thì mình đã đủ để kết nối được hai cái bản đồ kho báu là tối thiểu. Thì bây giờ mình sẽ thử đi tìm xem cái cách tìm bản đồ kho báu nó như thế nào nhé anh em. Wow. Rồi, thời gian còn lại là 7 tiếng, gần 8 tiếng. Bắt đầu đếm ngược rồi đấy anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ sang tìm đi. Trước tiên là cứ bấm vào sang tìm đã. Rồi ở đây nó có một cái bản đồ nhỏ để cho anh em cùng xem. Đây, cái bản đồ nhỏ đây. Bây giờ mình sẽ phóng to lên để xem cái vị trí của nó nằm ở đâu. Rồi ở đây nhé. Ở đây anh em sẽ thấy được nó nằm ở khu vực Zone 5. Khu vực Zone 5 này, anh em nhìn map là anh em sẽ thấy khu vực Zone 5 gần với cái Yigu. Rồi bây giờ mình sẽ tìm khu vực Zone 5 gần với cái Yigu. Đồng thời là hình như là nó sẽ nằm gần những cái hình vẽ cây cờ gần núi và mây. Đại khái nó chỉ vậy thôi, anh em hình dung là anh em sẽ thấy. Bây giờ mình trước tiên thì sẽ đi tìm cái khu vực Zone 5 giống như trên cái map nhỏ của màn hình nhé. Bây giờ anh em zoom nhỏ cái màn hình lại nè. Anh em lưu ý là tìm thì nhìn cùng với những cái map ở trên này, bởi vì map nhỏ ở đây là nó thu phóng ở cái map nhỏ phía bên góc tay phải của màn hình của anh em. Mình trước tiên thì sẽ đi tìm cái Yigu trước. Đó, cái vùng đất hoàng đế như thế này, Kinh Land. Sau đấy mình sẽ chuyển sang cái khu vực Zone 5. Đây, nó là khu vực Zone 5, nó là khu vực này.
Rồi ở đây thì sẽ xem là đây anh em nhìn này, nó khớp với cái bản đồ này, thấy không? Một cái góc nhỏ ở đây nó cũng sẽ là một cái góc nhỏ khi anh em phóng lên này, đó nó cũng sẽ là một cái góc nhỏ ở đây. Rồi bây giờ anh em xem ở cái map này nó sẽ có là ao hồ ở đây, mình sẽ tập trung vào cái góc nhỏ. Anh em zoom ở trên đây anh em sẽ thấy nó dễ hơn, nhớ là nó nằm ở trong khu vực giòn 5 nhé. Rồi có thể là mình đã tìm ra rồi thì phải. Xem nào, nó có mấy cái nhà gần mấy cái cờ này, 1, 2, 3, 4 nè. Cái chỗ cờ này khá là to thì mình nghĩ đây chính là cái bệ nè, tế đàn. Nó phải gọi tên đúng chứ không anh em nhầm. Đó là cái tế đàn. Đó anh em nhìn cái góc cờ nè, góc hình vuông nè, góc hình vuông nè, bẻ bẻ nè. Đó mấy góc cờ là vị trí địa thế là y chang nhau, tìm rất là dễ luôn. Nhưng mà có một số anh em ở mình thấy ở những cái mùa trước anh em tìm, nhìn chung là anh em tìm không được và anh em bỏ luôn. Nói chung là cái này nó rất là đơn giản. Ở đây có một cái hồ nước, anh em xem trên cái map nhỏ nó cũng có một cái hồ nước như thế này. Đó nó cũng có một cái hồ nước như thế này, y chang nhau rồi chưa. Như vậy là mình đã tìm chắc chắn 80% là đọc map là đã tìm ra được rồi. Nó sẽ nằm ở cái khu vực đây, đây nó có một số cái thành phố nhỏ nhỏ này, 1, 2, 3, 4, 5 nè. Anh em zoom bản đồ nhỏ lớn lên anh em cũng sẽ thấy một số cái thành phố 1, 2, 3, 4 nè, đó, 5 nè. Bản đồ khá là chính xác luôn. Rồi bây giờ chỉ việc zoom theo map, cái dấu X nó sẽ nằm ở chỗ này, chỗ cái phần chuột mình di chuyển. Rồi mình sẽ zoom xuống. Rất là dễ dàng luôn, anh em thấy không? Thằng đồng rồi, chơi mấy cái event này nó dễ vô cùng luôn. Rồi đây là kho báu của chính mình, rất cao, rất may mắn luôn. Cái này hình như là cái kho báu thì mỗi lần anh em mở nó sẽ ra ngẫu nhiên, rất cao thì phần thưởng nó sẽ khá là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ đi do thám, anh em chịu khó chờ khoảng 2 phút là lính nó sẽ do thám xong. Đó rất là dễ luôn, dòm lại nhé. Em dòm lại anh em sẽ thấy ngay địa hình không khác gì cái map nhỏ, anh em nhìn qua em đây không khác gì một cái map nhỏ ở đây cả. Rồi ok, quá dễ luôn, easy game. Rồi như vậy là anh em đã do thám xong cái hang rồi, bây giờ mình sẽ nhận phần thưởng. Dấu kỳ lạ. Rồi nó mất rồi nè anh em, nhận xong là nó sẽ mất. Rồi bây giờ anh em mình sẽ xem thử cái hộp này nó có cái gì nha. Đây nó là cái hộp này đây. Rương di vật, mở để nhận một vật phẩm quý hiếm cùng cơ hội sở hữu vật phẩm trang trí tượng đồng hình người. Độc quyền từ chối sự kiện di chỉ tam tinh đôi. À cái tượng đồng hình người này hình như là nó chưa có thì phải nha. Trong cái event này bây giờ nó mới có này, hy vọng là sẽ ra luôn cái đấy để review cho anh em. Đâu? Không thể tin được. Vừa nói là hy vọng sẽ ra tượng đồng, không biết là anh em nào mở lần đầu cũng được hay là cái này là random ngẫu nhiên, nhưng mà mình bật phát được luôn cái tượng đồng này anh em. Đẹp quá trời luôn. Rồi bây giờ thì sẽ đi xây luôn nhỉ. À sẽ đi xây luôn để xem nào, xem nào. Wow, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, quá đẹp. Xem nào. Ôi đẹp đấy anh em, đẹp phết đấy, quá là hên luôn. Rồi như vậy là mình đã review sơ lược cho anh em về cái sự kiện event ngắn di vật nước thục cũng như là tam tinh đôi vĩnh diệu. Nó cũng là một cái sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện event lớn của cái đợt event tháng 10 lần này. Hy vọng là anh em nào cũng sẽ tìm được mở kết hợp tìm kho báu, tìm bản đồ nó sẽ nhanh, rồi cũng ông nào cũng may mắn có thể nhận được cái rương này luôn. Cái vật phẩm trang trí này luôn, mình nhìn nó rất là đẹp đấy. Rồi ok, video đến đây là hết rồi. Nếu mà anh em thấy hay nhớ nhấn cho mình xin một like, ủng hộ cho mình một subscribe. Và nếu anh em nào có cái cách tìm bản đồ nhanh hơn nữa thì anh em có thể comment dưới video ngày hôm nay và chia sẻ cho những người chơi khác cùng biết để có cái cách tìm tốt nhất cho cái trò chơi này. Nói chung là nó tránh lãng phí thời gian thôi. Thế còn mà để tìm thì ông nào mò chập là cũng tìm ra thôi. Nhưng mà tìm nhanh nhanh để còn làm cái sự kiện khác, tránh lãng phí thời gian đó anh em. Rồi bye bye, anh chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé.